Theo kế hoạch làm việc với một số tập đoàn tổng công ty trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, vừa qua Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tập đoàn đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong những tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2021, trước bối cảnh khó khăn chung ở trong nước và quốc tế, tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc, bám sát các nhiệm vụ mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tất cả các đơn vị trong toàn tập đoàn đều giữ vững được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, đại diện PVN cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, trước những thách thức hiện hữu đến từ trong và ngoài nước, tập đoàn còn gặp phải những khó khăn như chính sách chế độ chưa phù hợp với thực tế hoạt động của tập đoàn, cơ chế phân cấp trong điều hành, quản trị cho hội đồng thành viên tập đoàn chưa đủ mạnh, các dự án dầu khí còn nhiều vướng mắc, tồn đọng tài chính chưa được xử lý. Liên quan đến những kiến nghị, đề xuất của tập đoàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng PVN để từng bước tháo gỡ. Về cơ bản, các đề xuất kiến nghị này đã và đang được Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, PVN là tập đoàn nhà nước có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bộ Công Thương và các bộ ngành sẽ luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ với khó khăn của tập đoàn, có những giải pháp tháo gỡ, tìm hướng đi để phát triển.